Những điều vất vả của một kẻ hướng nội thì chẳng mấy ai có thể hiểu thấu. Vậy mà cuốn sách Hướng Nội bởi Susan Cain lại là tiếng lòng sâu sắc của biết bao nhiêu người. Hãy cùng lắng nghe những câu chuyện thường ngày mà bất kỳ người hướng nội nào cũng gặp phải đến từ tác giả Lawrence Phạm tại Spider Room. Và cuối cùng, nhờ cuốn Hướng Nội, tác giả Lawrence Phạm như hiểu bản thân, hiểu chính mình để tìm ra lối sống đúng đắn giúp một người hướng nội đương đầu với thế giới ồn ào ngoài kia. Ước gì mình không phải là một người hướng nội, ước gì mình có thể hòa đồng hơn. Câu chuyện thứ nhất. Mình đã vừa chạy xe vừa khóc suốt quãng đường từ Võ Thị Sau đến Trương Định khi vừa chạy khỏi tầng hầm giữ xe của tòa nhà công ty. Khi biết phải chuyển sang bộ phận mới, ngồi ở bàn làm việc mới, mà đối diện là những người mình chưa nói chuyện bao giờ. Mình lo lắng vì mình rất khó lòng bắt chuyện. Mình không giỏi tán gẫu, nói chuyện phiếm. Mình không thoải mái khi lâu lâu lại chạy sang một chỗ nào đó ở văn phòng để tám chuyện. Những câu chuyện không đâu, nhưng đôi lúc lại làm con người ta xích lại gần nhau. Nhưng mà mình không làm được. Mình không đi bar, mình không về nhà sau 9 giờ tối. Home team building mình cũng về nhà lúc 6 giờ tối. Mình không có ý xa lánh mọi người như vậy, mình chỉ mong muốn chạy xe đi thật nhanh. Mình chỉ muốn thoát khỏi nơi đó. Câu chuyện thứ hai. Nhớ lại ngày trước, mình từng là một đứa trẻ con nói nhiều mà. Nhớ lại bài thuyết trình về áo dài năm lớp 10, mình tự hỏi, thế thì bản thân của những ngày năm trước ở đâu? Từ lớp 2 đến lớp 5, 4 năm liên tục, mình luôn được cô giáo chọn đi thi kể chuyện ở trường. Ngay từ nhỏ, mình đã đứng một mình ở trên sân khấu. Khi học cấp 1, mình luôn được giao làm người dẫn chuyện khi có tiết kể chuyện của môn tiếng Việt. Mình còn đóng vai nhân vật này, nhân vật kia. Lên cấp 2, mình không ngần ngại nếu được giao bài thuyết trình mỗi khi có bài tập nhóm. Mình từng đứng trên bục giảng để phát biểu trước mặt thầy cô và các em học sinh trường cấp 2 cũ. Mình từng ngồi bàn talk show trước hội trường, gồm các bạn đạt giải học sinh giỏi cấp thành phố, những khuôn mặt xa lạ từ khắp các trường ở trong quận đổ về. Thế nhưng, bước vào lớp 10, mình trở nên khép kín khi nào mình cũng không biết. Chính mình cũng không rõ mình thay đổi từ khi nào, hay nói đúng hơn là mình trở nên mất tự tin từ khi nào. Chẳng bao giờ mình dám phát biểu vì kiến thức của mình không hay hơn ai. Chẳng bao giờ mình dám lên thuyết trình về văn học, mặc dù mình rất thích. Bài thuyết trình cá nhân năm lớp 10 thật tệ hại. Trong lớp mình chẳng thân với ai. Mình muốn có bạn lắm, chỉ là mình chưa tìm được người bạn phù hợp thôi. Năm lớp 11, vào tiết Anh văn nọ, đang đọc đến từ Revert, thì cô giáo cho cả lớp bầu chọn bạn nào có tính cách ấy để làm example. Cả lớp thì ai cũng đồng ý là mình. Either is Revert, she doesn't talk much. Những dòng chữ trên bảng dần hiện ra, lúc ấy mình cũng hơi ngượng. Câu chuyện thứ ba. Chị thấy em cứ nhát nhát thế nào nhỉ? Vấn đề là con bé này nhát quá. Biết bao nhiêu lần mình đã nghe những câu nói này từ khi mình đi làm. Với bản tính ít nói, dù sao thì mình vẫn sống thoải mái ở trường cấp 3 và đại học. Nhưng mọi chuyện dần trở nên khó khăn hơn khi mình đi thực tập và làm full time ở công ty đầu tiên sau khi ra trường. Hôm ấy mình cũng hơi buồn nên viết một dòng trạng thái kể lể. Thế là một người chị cùng làm liền nói, có thể em hợp khi nói chuyện một một. Ngoắc mình lại, chị đưa quyển sách Hướng Nội và chị bảo, chị thấy quyển sách này sẽ giúp em nhiều đấy. Chị là người hướng ngoại nhỉ? Mình nói thế khi ngày nào cũng thấy chị tươi cười, tung tăng vui vẻ đi làm, hòa đồng và nói không ngừng. Không, chị nghĩ mình là người hướng nội. Chị mà là người hướng nội á? Mình nghĩ thế khi nhìn vào một người chị luôn vui vẻ và bước chân vào công ty mới đã làm quen với hầu hết mọi người. Hóa ra, mình đã từng dán nhãn cho chính mình và cho những người khác. Hướng nội và nhút nhát không phải là khái niệm song hành với nhau. Chúng không phải là từ đồng nghĩa. Và tại sao những con người luôn vui vẻ, cởi mở lại được chắc mẩm là người hướng ngoại? Tại sao một người hướng ngoại lại không thể thể hiện ra ngoài rằng hôm ấy họ gặp chuyện buồn và họ không muốn nói chuyện với ai? Một ngày người hướng ngoại không nói chuyện thì có gì lạ lắm hay là sao? Đi tìm bản thân cùng với tác giả Susan Cain. Video TED Talk nói về chủ đề hướng nội có tên là The Power of Introvert của tác giả Susan Cain đã đạt mốc 10 triệu người xem ở trên YouTube. Và mình biết được có một cuốn sách tên là Hướng Nội, nguyên văn Quiet, The Power of Introvert, In a World That Can't Stop You Talking, do chính tác giả viết. Thông qua một lời bình luận ở trên YouTube, bạn nên đọc cuốn sách Hướng Nội của Susan Cain nhé, nó sẽ giúp ích cho bạn nhiều đấy.
chính xác là như vậy. Quyển sách này chứa đựng đầy đủ những điều mà người hướng nội cần, và cả những điều mà người hướng nội hay thắc mắc, hoài nghi về bản thân, về tính cách hướng nội, hoặc là ít ra là những điều mà mình hoài nghi. Trên thế giới này, chẳng có nơi nào cho người hướng nội. Tại sao tôi lại là người hướng nội mà không phải là người hướng ngoại? Tôi ít nói thì làm sao chứ? Người hướng nội có vẻ gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống. Tôi phải thay đổi bản thân để thích hợp với môi trường xung quanh. Để sống trong thế giới này thì phải làm người ăn to nói lớn. Nhưng nếu thay đổi như thế thì mình giả tạo lắm. Tại sao người ta lại thống kê được rằng đa số những người lãnh đạo tài giỏi, những nhân vật kiệt xuất của thế giới lại là người hướng nội? Tại sao mình cũng có những ưu điểm nổi bật mà mình lại không phát triển nó? Quyển sách Hướng Nội của Susan Cain đã giải đáp tất cả mọi điều trên. Điều đặc biệt của quyển sách cũng chính là điều làm mình hài lòng nhất, chính là nội dung mà Susan muốn truyền tải. Chúng ta đã đánh giá thấp người hướng nội. Hơn nữa, quyển sách không phải là lời biện hộ, không phải là lời huyễn hoặc dành cho những người hướng nội, rằng bạn hãy tự hào là người hướng nội đi, mặc kệ thế giới, đừng bao giờ thích nghi với hoàn cảnh. Quyển sách không hề làm chúng ta căm ghét thế giới hay là lên án người hướng ngoại. Không ai trong chúng ta đều 100% hướng nội hay là hướng ngoại. Trong mỗi người đều có hai thái cực tính cách ấy. Đọc quyển sách này, mình nhận ra mình đã từng tự ti đến mức nào chỉ vì mình đã không lắng nghe bản thân, không hiểu bản thân mà chỉ chạy theo những cái thước đo của xã hội đương đại. Này những người hướng nội, có bao giờ bạn buồn vì tính cách của bạn? Có bao giờ bạn ước mình trở nên cởi mở và hướng ngoại hơn? Bạn tự hỏi tại sao mình không nói nhiều, tại sao mình không dễ kết thân, tại sao mình không phải là người nổi bật ở trong trường lớp, tại sao mình chỉ ngồi im khi làm việc nhóm. Bạn đã bao giờ nghĩ, thì tính mình hướng nội mà, nên nhút nhát và ít nói thì có gì sai chứ? Tại sao và tại sao? Rất nhiều lần mình đặt ra những câu hỏi ấy. Có nhiều lý do làm mình trân trọng cuốn sách này. Một trong số đó chính là quyển sách cho chúng ta thay đổi cách nhìn nhận về người hướng nội, và quan trọng hơn không kém, còn là cách người hướng nội nhìn nhận về chính bản thân của họ. Tập làm quen với việc không quan tâm đến người khác nghĩ gì. Mỗi người trong chúng ta, nhất là những con người hướng nội, cần nghiêm túc nhìn nhận lại bản thân. Hiền lành, ít nói không phải là khuyết điểm. Đừng ước mình trở thành người hướng ngoại, vì dù có ước thì cũng khó lòng thành sự thật lắm. Cách chúng ta nhìn nhận bản thân rất quan trọng, vì nó giúp hình thành sự tự tin ở trong mỗi người. Và nếu không có sự tự tin vào bản thân, thì có thể nói bạn đã thất bại rồi. Quyển sách tập hợp những ví dụ cụ thể, những câu chuyện lấy từ đời thực của những con người thật. Ngoài ra, xuyên suốt quyển sách là những lập luận được lấy từ nhiều kết quả nghiên cứu khoa học khác nhau về tâm lý và hành vi. Hóa ra người hướng nội chúng ta đã làm thế giới phải nghiên cứu một cách sâu sắc đấy. Có một điều mình khá đồng ý, hướng nội hay là hướng ngoại là thái cực của tính cách, còn nhút nhát là một trạng thái cảm xúc nhất thời, có nghĩa là bạn có thể thay đổi sự nhút nhát được. Thế có nghĩa là nhút nhát là xấu lắm sao? Tôi cứ trầm lặng câm như hến ấy, tôi thích như vậy đấy, ai làm gì được tôi? Đúng là chẳng ai làm gì được mình nếu mà mình nhút nhát cả. Thế nhưng nhút nhát sẽ làm mình trở nên bất lợi ở nhiều hoàn cảnh ở trong cuộc sống, làm mình đánh mất những cơ hội mà lẽ ra nếu như là mình nắm lấy được thì có lẽ là cuộc đời của mình đã sang trang mới một cách tốt đẹp hơn. Cuộc sống này vận hành như vậy đấy, bạn cần phải lên tiếng khi cần thiết, bạn cần hòa nhập nhưng mà không hòa tan, bạn cần giao tiếp và bạn cần những người xung quanh. Thế thì phải thay đổi bản thân để thích nghi với xã hội à, lại phải gồng mình cả ngày để rồi về nhà trong trạng thái rời rã về tinh thần ư? Đừng lo lắng, tất cả những băn khoăn và thắc mắc sẽ được Susan Cain giải đáp một cách sâu sắc. Ngoài ra, quyển sách rất đáng đọc nhờ có văn phòng biên dịch của dịch giả Uông Xuân Vy và Nguyễn Phước Hoàng Diễm. Quyển sách có bản dịch tốt, lời văn chuyển ngữ rất tự nhiên, hầu như không có một lỗi ngữ pháp nào, mặc dù đôi lúc mình thấy câu chữ còn hơi khó hiểu. Tuy nhiên, bản dịch này đã truyền tải đầy đủ thông điệp của bản gốc. Và chính nhờ bản dịch tiếng Việt đã giúp cho mình tiếp cận quyển sách quý giá đến thế. Những công ty hiện nay thiết kế văn phòng của mình chỉ dành cho người hướng ngoại, chẳng có không gian riêng để dành cho người hướng nội được làm việc một mình. Những văn phòng không có vách ngăn và hàng ngày dù chúng ta muốn hay không đều phải nghe những cuộc điện thoại của đồng nghiệp ngồi bên cạnh. Ồn ào và gây mất tập trung, những văn phòng dành cho những người hướng ngoại làm chúng ta mệt mỏi. Thế nhưng, mình lại yêu những văn phòng không có vách ngăn ấy. Khi mà tất cả nhân viên ở mọi bộ phận đều nhìn mặt nhau hàng ngày, mình lại thấy những văn phòng mở lại giúp mình làm quen với mọi người nhanh hơn, dễ giao tiếp hơn và công việc trơn tru hơn. Mình không sợ những không gian dành cho người hướng ngoại,
Mình thích những con người hướng ngoại vì ở gần họ lúc nào cũng đầy ắp tiếng cười. Mình chỉ cần nghe mà chẳng cần góp giọng, mình cũng cảm thấy vui. Chính những người đùa rằng mình xa lánh lại là những người chọn từng món quà chia tay và cẩn thận ghi từng lời chúc đầy ý nghĩa ngày mình rời khỏi công ty. Những anh chị mà mình nghĩ rằng mình sẽ chẳng bao giờ nói chuyện được lại là những người nói chuyện với mình nhiều nhất. Mình yêu những con người ở nơi đó, ở văn phòng mở toang đó. Từ reserve không mang ý nghĩa tiêu cực mà là slow in the unwilling to show feeling or express opinion. Kín đáo, ít thể hiện cảm xúc ra bên ngoài. Nhút nhát không phải là do hướng nội tạo ra. Hướng nội không xấu, cái xấu là bạn đã đánh giá bản thân quá thấp. Chị nghĩ quyển sách này sẽ giúp em đấy. Đúng như vậy, mình chỉ muốn nói rằng quyển sách này sẽ giúp các bạn nhiều đấy. Hãy đọc, kể cả khi bạn là người hướng nội hay là người hướng ngoại. Đọc để hiểu bản thân, hiểu những người xung quanh, hiểu người bạn hay ngồi một mình ở trong lớp, hiểu người đồng nghiệp ngồi bên nhìn có vẻ như là hiền lành và ít nói, và hiểu cả cha mẹ của mình nữa. Nếu các bạn thích bài viết này, hãy like và share để ủng hộ chúng mình. Đừng quên bấm nút subscribe và nút chuông bên cạnh để không bỏ lỡ video nào bọn mình ra trong tương lai. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Đây là Spider Room, còn mình là Pink Dot. See ya!